Cửu phẩm thần tiên nể mặt ta, Thích Ca dầu trọng khó giao hòa. Cửa kinh bạch ngọc năng lui tới, đường đạo tây phương thử chánh tà. Hỡi người dương gian hãy nhớ, đạo ngưỡng ba truyền gian là ta thứ cơ chân ta. Biến qua đoạn đường thử thách cơ duyên phạm tâm, liệu hồn dưỡng thế đường về tiền canh, đường tu có ta chờ ngần. Đêm pháp tuốt nhiệm màu, hồng khảo đao người tu, trèo gươm quê tri, dục tâm bến mê phồn hoa. Vì cơ nghiệp đạo chí tôn giao cho ta, khảo đạo nhân sanh dục lòng ta. Chỉ đá quá vàng đoan miệng thế, treo gươm trí huệ dục phồn hoa. Lấy chân thai giả tô thiên vị, thắng bại phàm tâm liệu thế à. Này nhân sanh hại như, đừng mong thoát cơn khao ta. Quyết chi tu hành, thắng phép ta là phạm tâm. Lòng phàm nghiêng ngả, thì đừng than trách, tại sao chẳng nương dị tình. Kim quang sứ lên truyền, hạ thế khao phàm tâm. Tiền già né tranh, để ta thứ chờ người tu. Lòng qua khai mơ, là ta khảo tâm quần xanh. Nay ngương ba đã đến hạn kỳ, chí tôn giao cho lão khảo đảo phàm tâm. Này nhân sanh hãy nhớ, chí tôn giao phó khảo đảo nhân quần, tâm tu nên dứng để tránh cơ tà. Lẽ tà hiện ra ắt phải gặp ta, thì mau tránh xa đường tu trang dự. Cơ tà khảo mạnh trong giả ngã nghiêng, thì đừng trách ta. Thế trần khảo đao nhân sanh, dục cơm quậy trí bến mê của phàm. Tâm phàm ráng tránh cho mau, qua cơn khảo đạo chí tôn định phần. Đạo thầy phơi rõ nhiệm màu, tâm phàm không vững đức tin, thì đừng có trách là ta không dĩ tình. Hỡi nhân sanh từ nay ráng nhớ, đạo thầy hiện rõ kim quang. Một lòng tâm dừng không sao, đức tin sai lệch đừng mong gặp thầy. Hỡi nhân sanh từ nay ráng nhớ, đạo của thầy cơ khảo của ta. Để phân chia lẽ chánh với lẽ tà, không có tà thì làm sao có chánh. Chánh tà hai lẽ đoán sao ra, làm sao ra được người thiện chí. Chỉ có tâm mới thắng lẽ tà. Chí tôn giao cho lão trọng trách khảo đảo người tu. Thầy còn dặn hễ thầy thương đứa nào nhiều, thì ta phải khảo đứa đó nhiều nhất cho thầy. Chỉ có thế cửa bạch ngọc mới ngự toàn đấng tinh anh. Hỡi những kẻ phàm phu, còn không mau thức tỉnh phân biệt đâu là chánh đâu là tà. Đến bao giờ các ngươi mới đặt chân đến hội Long Hoa thầy mở? Vậy mà các ngươi còn không thấy rõ, cứ mãi mê vào trong danh lợi của ta bày ra, thì ngài gặp thầy còn xa xôi dịu dợi. Hỡi các ngươi có biết chăng lời thầy than thở, bởi thầy thương con mới
lớn truyền khảo đạo nhân tâm, chiếu nhiều cái đắng, chiếu nhiều nỗi quan khiên. Cửa ngọc đài đón bậc tinh anh, chiếu hy sinh vì mối đạo của thầy. Mới lên truyền ra làm cơn loạn đạo, để chọn ra người đức hạnh đến long hoa, xứng đáng con thầy. Bởi thế nên lão mới xót thương kẻ dương gian ngu muội tuồng đời, mới rơi vào sân si của lão, mãi nghe theo làm điều loạn đạo. Mong gặp thầy ôi phải rất xa, nếu không mau tỉnh cơn mộng đọa. Nhìn chúng bay cấu xé nhau loạn xạ, lão ngậm cười thương xót chúng bay. Hỡi nhân sanh thấy chăng quyền diệu, nay cơ tà đến cơn dục loạn. Nếu tâm thành các ngươi sẽ thấy, lẽ chánh tà hai nẻo khác xa. Tình thương mới chính đạo thầy, chửi nhau xối xả là đạo của ta. Còn không mau nhận định rõ ràng, ngu muội tâm phàm đừng có trách ta. Ngũ giới cấm. Kính thưa quý tín hữu, Đức Chí Tôn Hoằng Khai Đại Đạo đã giảng dạy rõ ràng nên làm lành lánh dữ, và chỉ đường thăng nẻo đọa tùy nhân sanh chọn lựa và định đoạt đời mình. Ngài chưa từng bắt buộc người nào theo đạo cả. Nhưng nếu ai thức tỉnh hồi tâm, nhập môn minh thệ, làm môn đệ Đức Chí Tôn, thì Ngài lại bắt buộc gắt gao phải tuyệt đối tuân theo luật đạo, trước nhất là ngũ giới cấm, để môn sinh khép mình vào khuôn luật, rèn luyện trao dồi, sửa đổi từ thể xác đến tâm hồn, để xứng phận người tu, hầu mong vào đường siêu thoát. Chuyển thể cổ nhạc, ngũ giới cấm. Hai đừng trộm cướp gian tham, chẳng gian dâm đừng say đắm thức tâm rượu nồng. Lời thẳng ngay chứ đừng dối gian, còn cách gì lời khuyên tâm chí thành giữ đúng điều răn. Ngũ giới cấm là năm điều nghiêm luật mà Đức Chí Tôn buộc mỗi môn đồ phải tuyệt đối tuân theo khi đã nhập môn vào đạo cao. Sát sanh không giết loài sinh vật, Đức Chí Tôn giải rành trong quyển thánh ngôn. Quý trọng muôn loài hết giả yêu thương, hễ có mạng sống là có chân linh thầy trong đó. Nếu ai giết sinh mạng chịu luân hồi quả báo, cái mạng sống là thầy, mà giết thầy không phải dễ.
nhị bất du đạo, cấm trộm cướp gian tham, tìm mưu trước hại nhau, vì lời đi quy. Muốn quyền cao lộc cả, nên tranh đấu dứt dành, chém giết lẫn nhau gây trùng thảm khổ. Gian tham vào lòng, lòng không đạo đức. Gian tham vào nhà, nhà chẳng chánh minh. Gian tham vào nước, nước không chân trì. Gian tham lòng toàn thế giới, thì thế giới hết thánh thần. Gian tham là trong tôi, thầy nghiêm cấm. Đấng Chí Tôn mở đạo cao đài, khuyên dạy rõ đường siêu thăng, nẻo đơn cảnh luân hồi. Một kiếp sanh may được gặp đạo trời, làm môn đệ khép mình tuân ngủ giới. Tam bất tà dâm là cấm lấy vợ hoặc lấy chồng người khác, không quan hệ bất chánh, không đàn điếm bê tha, không làm loạn lương. Tủ nhục là cấm say mê rượu thực, rối loạn tâm thần khi rượu đã vào thân. Trí óc hết tinh anh, không kềm chế được mình, tà mỹ đột nhập ngay, xuôi dục điều tội lỗi. Nên thầy nghiêm cấm các con uống rượu, vì rượu vừa hại xác thân, vừa hại cả linh hồn. Giọng ngữ cấm nói lời xạo trá, theo dệt điêu hoa, hứa chẳng giữ lời. Chân linh con vô tư, ghi điều lành giữ trọn đời. Trước toan nói dối với người là đã dối với chân linh, còn suối người làm tội dù không thực hành, tội tình đồng một thể. Dối người nào khác dối trời, trời đâu dám dối ra đời ngổn ngang. Nên thầy cấm điều giống ngữ, con phải cần ngôn và gắng tu hành. Lời thầy giảng giải đã rành, tuân ngũ giới cấm thực hành chớ sai. Làm lành xem phải khi nói ngay, giữ ba điều ấy thiệt rài phước duyên. Một mùa thu cũng như bao mùa thu khác, nhà của ba nằm canh ở triền đê. Dưới mái hiên ba
vẫn đợi con về. Nét trầm tư trong ráng chiều đỏ nắng, có ai ngờ đâu đó lại là mùa thu cuối. Ba vĩnh biệt cuộc đời rồi ra đi vội vã cuối mùa thu. Con vẫn lên đầu dành cơn tan trắng, đưa tiễn ba về miền xa thăm. Mong trần ba đi vào giấc ngủ ngàn thu. Ngoài trời mưa tuôn như xót cuộc tan thương, mưa phủ dằn trắng xóa quê nghèo. Ngàn đau đớn giây phút bàng hoàng, ở đất trời sụp đổ dưới chân con. Con muốn kêu lên xe cả không không thốt nên lời. Còn đau đớn nào hơn ở trên đời? Kẻ vuốt mặt ba mà tim con quất nghẹn. Ba đã đi rồi không và trở lại nữa đâu. Con vẫn không tin dù biết là sự thật. Con gọi ba lần cuối trong đời, rằng quán trò trần gian ai cũng đến một lần rồi ra đi một lần, và mai mai. Nhưng khi ngọn Thái Sơn phải trở thành nấm mồ thì ai không khỏi đau thương trong giây phút chia lặng tâm hồn. Trước linh sàng ba xin cúi đầu bái biệt, tiễn ba về miền tiên cảnh xa xôi. Mưa ngoài trời cứ rơi mãi không thôi, mưa như thay vàng lời con muốn nói. Đường trần con phải mồ côi, con mất ba rồi cả một đời thương nhớ. Ba đi từ già cõi đời, tiếng
lành như thể cũ quay. Ở đời không mất lòng ai bao giờ. Một kiếp phong sương để lo đắm còn khờ, ba chiều đói lòng nhường cổ nó già, cái cảnh nhà nghèo bữa cơm cũng héo. Công nghèo ba bỏ lên non, quay lưng ba chạy nghèo còn theo sao. Nhớ ơn chinh chữ cù lao, cho đến kiếp nào mới dẹn hiếu ân. Cả quê nghèo trắng cả không gian, con quỳ xuống đây với đôi chung rượu làm một tấm lòng hẹn món kính dân ba. Cứ hồn về cảnh tiếng xa, xác thân gửi lại phòng ba cõi đời. Tâm tan cuốn phận mồ côi con chờ, tiếng kinh cầu giảng nên thôi thúc, gọi chân thần tỉnh giấc mong quỳnh lương. Dưới hiên văn lặng canh trường, đêm đêm giọng tưởng con gọi thầm ba ơi.